Nhớ vào mùa gió bắc, lúc đó chiếc thuyền của Thiên Tân Kiệt này 46 người, trong đó có một thằng nhóc mới sành luôn á. Lúc bị cướp, 5 ngày 5 đêm bị cướp, cả mấy trăm thằng hải tặc á, không có đứa phụ nữ nào trong tàu mà nó chừa hết. Rồi cái này trên mạng cũng kể nhiều mà mình chỉ phớt phớt thôi. Thì lúc đó tàu cũng sắp chìm, cũng sắp chết, thì mẹ trên trời á mới làm những cái màu nhiệm. Từ lúc đó thì mới biết là có Phật thiệt á, chứ mới lớn lên mười mấy tuổi làm gì. Thì cái buổi tối đó tưởng đó là tàu chìm chết, thì thấy trên hiện lên mới dần sáng, thì từ đó được cứu vô bờ. Lúc thời gian đó 78 cho tới 80, tất cả các trại tị nạn Bolo Bidong, Indonesia, Kuku là của Indo, rồi Thái Lan là Songla, Sikkim, Panmunjom, còn bên Phi thì có Batanang, nhiều trại tị nạn khắp cả Đông Nam Á, chỗ nào cũng rần rần có người Việt đi hết, mọi nơi, mọi chỗ, mọi vùng miền. Đó là những tinh hoa đầu tiên mà Thượng Đế đã gửi ra hải ngoại. Chúng ta phải chịu khổ thì chúng ta mới lãnh được sứ mệnh về nước. Những ngày đầu đặt chân xuống ở vùng đất tự do này, không có ai mà có tiền hết, đi dép rồi không có dép nữa, làm gì có xe hơi. Chiếc xe hơi lúc thời đó bán 300 đô cũng chẳng ai có tiền mua, thù nhớ. Phải đi bỏ báo, rồi đi lượm lon, từ một đại tướng, rồi đi lượm lon, rồi đi xin đổ rác, rồi đi rửa chén. Rửa chén người ta không mướn nữa, còn dành nhau nữa. Còn sư phụ lúc đó mới mười mấy tuổi, nhỏ xíu ai mướn. Thì phải đứng ở mấy cái chợ, giống chợ Lucky ở đây nó bán đồ ăn á. Mà lúc đó ngay Grand Century Mall nó có cái chợ, bây giờ thành chợ Lion của Tàu. Thì đi học ăn welfare, tháng nó cho 240 chiều đi về, đứng cà gó cà ngó coi ai mà cần mình đẩy chiếc xe giống như giờ vậy đó, rồi bỏ vô cái trăng thì người ta có tiền lẻ người ta cho thôi, thay vì mình xin thì bị nhục. Thì cho nên bây giờ mình phải làm gì chút xíu, không can I help you. Mấy bà Mỹ già đó, hồi xưa Mỹ trắng ở vùng này nhiều lắm, nó không có như giờ, bây giờ Mỹ trắng nó dọn đâu hết rồi. Thì thôi làm tiền từ cái đó, nhưng một ngày cũng được 5 đồng, bữa nào hên nó tới 10 đồng. Gặp mấy người rộng lượng á thì 10 đồng mà con để dành được một tháng cũng được 100 mấy. Mà thời đó mà con gửi 100 đồng về Việt Nam thôi là ở Việt Nam cả nhà 10 người á là sung sướng. Vậy mình đứng ở đó 1-2 tiếng đồng hồ có đáng không? Rất là đáng đúng không? Lúc đó sư phụ nuôi 12 anh em với ba má nữa, dưới quê mà chọn 100 đô thời đó lớn lắm, chứ không phải như kiểu Việt Nam xài tiền giờ như xài nước đâu. Thì đó là những ngày đó. Còn những bác mà mang hàm tướng á, qua đây hả, ở bên kia hét một cái ra lửa, qua đây hét cái là ra khói á, bây giờ cũng phải vô rửa chén á. Không có ai mà không chịu khổ hết. Để làm chi? Để cho đời con đời cháu. Hôm nay chúng ta có bằng kỹ sư, có bằng master, có bằng cấp này nọ, để mà chúng ta có một cái tương lai và đồng thời đi về nước.